Tôi tên là Trần Anh Tuấn, hiện nay là Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và đồng thời cũng đang hoạt động một số lĩnh vực trong các cái viện nghiên cứu về dự báo nhu cầu nhân lực cũng như nghiên cứu về thị trường lao động. Tôi hay thường trao đổi với em rằng là không có ngành nghề hot mà chỉ có con người chúng ta hot trong cái ngành nghề đó mà thôi. Lĩnh vực kinh tế, tài chính, hành chính, pháp luật, quản trị kinh doanh, nhân dân, cái lĩnh vực này lại chiếm tỷ trọng 33%. Học sinh học nhiều, thất nghiệp cũng nhiều, nhưng thật ra chúng ta đang thiếu nguồn nhân lực vì ngành này đang kết hợp với chuyển đổi số và đang thay đổi một cái sự thay đổi rất lớn. Ngành quản trị kinh doanh phải nói thật sự đó là một ngành gần như là bao phủ toàn bộ các hệ thống hoạt động có liên quan đến kinh doanh. Mà mục tiêu đào tạo của các quốc gia là nhằm để chúng ta thực hiện quản trị trong một quá trình mà chúng ta hoạt động kinh doanh. Từ sản xuất hàng hóa cho đến chúng ta kinh doanh hàng hóa và chúng ta phát triển hàng hóa để làm sao đem về một cái lợi nhuận lớn nhất. Nhưng quản trị kinh doanh của thời đại ngày hôm nay không còn là quản trị kinh doanh theo kiểu truyền thống, theo kiểu mà ngồi là lập ra những kế hoạch kinh tế hay là chúng ta làm những báo cáo về kinh doanh, mà quản trị kinh doanh của chúng ta hiện nay đang gắn liền với công nghệ số. Và quản trị kinh doanh của chúng ta không phải là để làm sao chỉ có biết buôn bán hàng, và quản trị chúng ta là phải biết kiểm soát tất cả những cái vấn đề kinh doanh mà tạo ra một sự hạch toán, tính toán những điều kiện có lợi, tức là nói chung là phán đoán được cái môi trường kinh doanh. Mà tôi hay nói với các em học sinh trong quá trình hướng nghiệp, đây là ngành thiếu nhân lực, thiếu trầm trọng chứ không phải là thừa. Mặc dù bằng cấp thì cầm rất nhiều, học sinh học rất nhiều, và tôi nói thật cũng không phải trường nào cũng đủ năng lực để đào tạo cho các em theo một cái hướng đó. Nhưng tôi tin rằng là quốc gia chúng ta đang thay đổi cải cách giáo dục thì cũng sẽ từng bước để đáp ứng. Bởi vì ngày nay các bạn sẽ thấy là mọi người đều sở hữu những thiết bị di động, ở những thiết bị công nghệ, và đó là một trong những thứ mà không thể tách rời trong cuộc sống của các bạn. Thì cách chúng ta làm marketing cũng khác đi. Thực ra digital marketing chỉ là sử dụng các thiết bị kỹ thuật số, những nền tảng kỹ thuật số để tiếp cận tốt hơn với người tiêu dùng, đưa cho họ được những cái giải pháp, những thông tin mà họ cần thiết tại đúng thời điểm. Vì vậy, digital marketing thể hiện sự hiệu quả của mình trong thời đại ngày nay. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Võ Thị Minh Phương, hay còn gọi là Priska trong business. Với 25 năm kinh nghiệm trong ngành Global Sourcing, quản lý logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu, Phương đã có cơ hội làm việc tại các công ty đa quốc gia và thương hiệu lớn hàng đầu trên thế giới, trải dài từ châu Á đến châu Âu và Bắc Mỹ như tập đoàn Walmart, Dianfrom, William Kerner hay Decathlon. Quản lý chuỗi cung ứng là một quá trình điều hành và quản lý một mạng lưới các doanh nghiệp có mối quan hệ gắn kết với nhau, tham gia vào một việc cung cấp cuối cùng các gói sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng cuối cùng. Logistics chính là một công việc hay những hoạt động cần thiết để vận chuyển và sắp xếp hàng hóa trong suốt chuỗi cung ứng. Nó bao gồm các hoạt động như quản lý đơn hàng, kiểm soát hàng tồn kho, vận chuyển, lưu trữ kho bãi, xử lý dữ liệu và đóng gói, được tích hợp xuyên suốt một mạng lưới các cơ sở. Xin chào mọi người, mình tên là Hồ Thăng Triều, mình tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ tại Thụy Sĩ. Và trước đây thì mình cũng có cơ hội hợp tác làm việc trong lĩnh vực du lịch và khách sạn với các công ty lớn của quốc tế. Với tiềm năng phát triển của ngành du lịch và khách sạn trong tương lai thì đây có thể không phải là ý kiến của một mình mà đó là ý kiến của rất nhiều chuyên gia đầu ngành, là chúng tôi đều dự báo là ngành du lịch và khách sạn sẽ trở lại rất là mạnh mẽ trong một khoảng thời gian ngắn nữa, tầm 2 đến 3 năm tới. Đối với lĩnh vực du lịch và khách sạn thì chúng tôi nhận thấy là cái nhu cầu giải trí và nghỉ dưỡng của du khách là một trong những cái nhu cầu rất là thiết yếu và không thể nào mất đi được. Vì vậy nên là cái cơ hội việc làm, cái cơ hội nghề nghiệp và cái cơ hội phát triển cho các bạn sinh viên trong ngành này trong tương lai thì rất là tốt. Cũng cần phải nói thêm một điều nữa là hiện nay là với cái thời đại mà ngành công nghệ AI người ta đang ngày càng tăng tiến hơn và dự báo là có thể thay thế được rất nhiều việc làm. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng khẳng định một điều là với máy móc thì nó không thể nào mà thay thế được cảm xúc, những cái giá trị cốt lõi của ngành du lịch và khách sạn do các bạn sinh viên mang lại cho khách hàng được. Vì vậy nên là từ 3 tới 4 năm nữa thì nhu cầu nghề nghiệp cũng như là nhu cầu phát triển trong ngành này dành cho các bạn sinh viên sẽ là cực kỳ cao.